Thưa quý vị, thưa các bạn, quảng bá thương mại sản phẩm đặc trưng vùng miền góp phần đẩy mạnh hoạt động kết nối giao thương, mở rộng thị trường, đưa các sản phẩm đặc trưng vùng miền của Việt Nam đến với người tiêu dùng, gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, là nội dung được Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan triển khai trong nhiều năm qua. Là năm thứ 13 hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, điều dễ nhận thấy là các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đồng hành cùng Bộ Công Thương và địa phương tổ chức nhiều hoạt động nhằm giúp nông sản Việt có thị trường tiêu thụ ổn định trong nước và từng bước xây dựng thương hiệu. Các hoạt động này đã hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ một số sản phẩm đặc sản tại các vùng miền địa phương có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được cấp giấy chứng nhận thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam, Việt Gáp, góp phần khuyến khích hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn của các địa phương. Chúng tôi mong muốn rằng là được quảng bá các cái sản phẩm đã được chứng nhận hữu cơ trong cái thị trường trong nước để nâng cao cái hiệu quả kinh tế và quảng bá các cái sản phẩm cũng như xây dựng các cái thương hiệu để nâng cao cái hiệu quả kinh tế cho người sản xuất và phục vụ cái phát triển bền vững cũng như là mở rộng và nâng cao cái sản lượng nông sản hữu cơ trong nước. Gần đây, nhiều hoạt động hội chợ, chương trình kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm nông sản Việt được tổ chức đã tăng cường kết nối cung cầu cho các sản phẩm nông sản Việt Nam, góp phần quảng bá tiếp cận thị trường cho các mặt hàng Việt Nam. Tại các kỳ hội chợ, triển lãm, các sản phẩm đáp ứng được tương đối nhu cầu của thị trường. Người tiêu dùng đã gặp gỡ các doanh nghiệp và các doanh nghiệp cũng tìm hiểu được nhu cầu của người tiêu dùng. Chúng tôi tích cực là truyền thông quảng bá những sản phẩm mang tính chất đặc thù vùng miền tiêu biểu trên chuỗi cửa hàng và siêu thị bán lẻ. Rất là mong là được bà con nông dân cũng như là các nhà thương mại khác sẽ ủng hộ để cùng đưa sản phẩm tiêu biểu này tới tay của người tiêu dùng. Sản phẩm của mình có một thể mình được sản xuất tại địa phương, từ cái nguồn nguyên liệu cho đến là quá trình sản xuất, mong muốn là từ cái chất lượng sản phẩm để là mang đến cái thương hiệu cho là doanh nghiệp của mình, rồi cho địa bàn địa phương của mình ở tỉnh Quảng Bình để người tiêu dùng biết đến. Thời gian qua, xây dựng và phát triển thương hiệu đặc sản vùng miền đã được các cơ quan trung ương, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp quan tâm, tiếp cận và triển khai. Quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản của Việt Nam cũng được tiếp cận theo xu hướng chung của các nước trên thế giới, đó là xây dựng thương hiệu quốc gia và thương hiệu vùng miền địa phương. Với việc xuất hiện ngày càng nhiều tại các hội chợ triển lãm ở trong và ngoài nước, cùng với đó là việc tổ chức festival, các sản phẩm nông sản ở nhiều địa phương trên cả nước, sản phẩm nông nghiệp Việt Nam đã được nâng cao trong nhận thức của người tiêu dùng. Đây cũng là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng góp phần phát triển thương hiệu đặc sản vùng miền cho hàng nông sản Việt Nam.